Hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Ajinomoto, Ajinomoto. Anh thường nghĩ mình quên mất rồi, thời gian lỡ trôi sẽ đái lòng. Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời mà đâu biết xây một đời. Rồi khi đã biết ta, người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa. Lặng nghe em nói, lòng anh đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mơ, tình yêu đẹp nhất ta luôn mãi nghĩ. Dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong sau để luôn được thấy nụ cười ấy. Thì ra là thế, tình yêu chẳng chế đôi khi phải rơi, thì ta sẽ lỡ mất nhau. Ngày mai đến nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Anh sao sẽ quên được khi xưa ta bên nhau rất lâu, nhưng em ta đâu hay biết, chỉ nghĩ rằng chỉ là một tình cảm nhỏ bé. Vì thế ta chẳng để em đi, nước mắt ta đâu rơi trên mi. Giờ anh phải cố tỏ ra bình thường để em kể bên người ta. Rồi khi đã biết là người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa. Lặng nghe em nói, anh đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mất, tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi. Dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấy. Thì ta sẽ lỡ mất nhau. Ngày mai đến nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Zino hát bài này không phải do Zino mà cho một người rất đặc biệt ở trong chính ghế. Dạ vâng ạ, thực sự thì bài hát này em muốn dành tặng cho Minty. Bởi vì sau khi tham gia chương trình này thì em cảm giác là Minty đã ngồi bao nhiêu mùa rồi nhưng mà vẫn chưa có một cô gái nào dắt Minty về. Thế nên là em nghĩ là em mong là nếu như mà Minty sau này có gặp được một người nào mà Minty thật sự yêu thích thì đừng có như bài hát này, đừng có chậm trễ. Nhưng mà chị nghĩ khi mà em chia sẻ những thông điệp tình cảm như vậy, em bớt nhíu lông mày lại. Không thôi, mình tin tưởng là em đang cà khịa bạn đó. Có rằng là cà khịa. Cũng có khi là cà khịa. Thôi nhưng mà thương Zino lắm. Quý Zino. Thương không? Thương. Rõ ràng là qua từng bài lời, bài hát là Zino đã gửi hết cho Minty cùng cho tất cả mọi người rồi, đúng không?
Đôi khi chúng ta cứ hoài nghi, chúng ta cứ chờ đợi xem điều gì là đẹp nhất, sau đó nhìn lại thì rất là tiếc nuối. Đừng có nghi nữa nha Minty. Dạ. Thôi Minty hiểu rồi mà. Ngày hôm nay Minty sẽ cùng nắm tay bạn ra về nhé. Em mong là em sẽ được thử cảm giác được tỏ tình một lần. Cảm ơn Zino. Một tràng pháo tay cho Zino với món quà đầu tiên. Zino Ajinomoto. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Vào mỗi 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàng Mỹ, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị. Và trong mỗi câu chuyện, trong mỗi khoảnh khắc, trong mỗi bối cảnh mà các bạn nữ đã tạo nên, đó không chỉ là một sự quan tâm, nghiên cứu, mà đó là cả tấm lòng trên một chiều dài thời gian. Rất thương nhớ một người nhưng mà không biết cách nào có thể bộc lộ cho người ấy biết. Đôi khi chỉ là âm thầm theo dõi trên mạng xã hội, đôi khi chỉ là một vài lời thăm hỏi qua một người bạn, hoặc đôi khi chỉ là nhìn ngắm nhau qua những tấm ảnh mà thôi. Vậy thì hãy đến với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ để người ấy có thể biết sự tồn tại của bạn và cả tấm chân tình của bạn nữa. Chương trình rất hân hạnh nhận được sự ủng hộ tài trợ của ứng dụng hẹn hò, đó là WowDay. Và WowDay sẽ giúp tạo thành một cầu nối cho những chàng trai chín chắn và những cô nàng ngọt ngào cùng đến với nhau. Đồng thời WowDay cũng tài trợ 100%, đó là buổi hẹn đầu tiên thật là hoành tráng cho cặp đôi khi đã được kết nối thành công. Nhưng nếu như các bạn không được xe duyên thì không sao, chúng ta vẫn có một tài khoản premium để khi trái tim sẵn sàng, các bạn có thể tiếp tục chọn lựa những người thật sự phù hợp với mình. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Hôm nay tất cả đều diện màu hồng. Điều này có nghĩa là gì vậy Trúc Kê, theo sự lạc quan của em? Bởi em mong muốn có đến đây và mang về cho mình một tình yêu màu hồng. Màu hồng là như thế nào? Vui tươi. Sao nữa? Dễ thương. Dễ thương. Khi mà nói là tình yêu màu hồng giống Trung Kê thì mọi người nghĩ đến những từ khóa gì? Cute lạc lối. Cute lạc lối hả? Mong manh dễ vỡ chị. Mong manh dễ vỡ. À, vậy nếu mà nói là tình yêu màu hồng giống Zino thì sao? Hiếm có khó tìm. Hiếm có khó tìm à? Ngơ ngơ được không ạ? Cũng được. Tình yêu ngây ngô, đúng rồi, tình yêu ngây ngô. Ngô nghê. Còn một màu tình yêu hồng tím như Đặng Trần Nhậm thì sao? Đâu em là hồng thường mà chị. Không, tím lắm em. Có tím. Tím này trong tâm hồn của em đó Nhậm. Thật sự là một tình yêu loang lổ đấy Đậm. Ngày hôm nay cô gái của chúng ta với rất nhiều sắc màu khác nhau cũng sẽ đến để gặp gỡ chàng trai mà cô ấy chờ đợi. Dạ chị ơi, đây là số thứ 12 mà vẫn chưa thấy ai tỏ tình em chị ạ. Em đợi từ số 1 đến số 12 mà vẫn chưa ai tỏ tình em. Cảm giác của người ngồi đợi như thế nào ạ? Cảm giác từng số của em một, em cứ nghĩ là số này à chắc là có khả năng là tỏ tình đấy, nhưng mà đến số 12 vẫn chưa thấy ai tỏ tình. Nhưng mà số này em cá là Hương được tỏ tình. Thôi mỗi lần em cá là chị thấy là em cá Hương tỏ tình là. Nên em đừng cá đi. Mỗi lần em nói là anh không được tỏ tình nữa đâu. Chắc chắn không được, tại vì là ông Hương đang ngồi về ở ghế ông Minty rồi. Cái ghế nó dớp lắm. Chuyện... Bây giờ trước mắt là nữ ra là cứ kêu Chung Kê lên là loại được một người. Em là mê tín lắm đó nghe. Tâm linh. Không, mấy cái tâm linh khó dở lắm chị. Nó thường là thật không á. Chị, tự nhiên chị nào bên này. Không, ý em nói là anh nói đúng. Em nói là anh nói đúng. Giận nha. Không có giận em nha, em nói anh nói đúng mà giận em gì. Thôi. Nhưng mà em nhớ ngày xưa bạn thân của em Hải Nam ngồi 9 hay 10 số chưa ai tỏ tình. Nhưng mà sau cái chuỗi đấy là một chuỗi mà cứ lên sân khấu là lại nhức mông giận. Nhưng mà cái ghế này vì hơi bị son thì ghế này có người ra về. Thôi em đổi lại cho phía Ngọc Hương ngồi đi. Ừ em thử đổi cho anh tí. Để cho bạn ấy có một tí may mắn thôi nè. Đấy, Hương nè, qua đây ngồi với Thái Ngân ăn uống no nê. Phía Ngọc Hương là dời vào khu trung tâm. Lại chứ, lại anh em mình lại dùng chiêu này à? Đốt Phong Long cái ghế cũ đi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần vlog của tuần này, là phần mà mọi người chờ đợi nhất. Còn vlog hả ta? Đấy thấy chưa, bởi Pinty nói còn vlog hả ta, nghĩa là tuần vừa qua các em chưa được gọi quay vlog đúng không? Đúng rồi. Vì vlog tuần này sẽ quay trực tiếp trên sân khấu. Wow. Trời chết rồi, lộ hết rồi. Hey. Mời chính bạn cùng xuất hiện ra sân khấu xếp thành 2 hàng, 4 và 5 hàng, xin mời ạ. Và đây là một trò chơi rất là đơn giản, bất cứ câu hỏi nào được đọc ra bằng sự chính trực của mình, các bạn hãy chỉ tay vào phía người mà bạn nghĩ rằng phù hợp với câu trả lời nhất, được không? Dạ. Rồi mọi người sẵn sàng chưa? Ok. Câu hỏi đầu tiên, ai là người cao nhất nhóm? Đây. Ai là người thấp nhất nhóm? Thấp nhất nhóm à? Ai là người nhiều tóc nhất nhóm?
Em phải chuẩn cấp lại hơn. Không có copy bài bản, kệ bản tiền, kệ bản. Ai là người bị cận nặng nhất nhóm? Cận anh bao nhiêu độ? Không biết nữa, hai người này không biết đúng độ mới. À thưa anh, em không hỏi bài, cứ chỉ thôi. Ừ, chỉ thôi. Ai là đứa mỏ nhọn nhất nhóm? Mỏ nhọn à? Anh mỏ chú là nhọn nhất của chú. Mày thấy mỏ chú là nhọn bụng. Ai hay ăn vụng nhất lớp? Ai vậy? Không không không, mày đâu ăn vụng à? Ai là người á ích kỷ nhất lớp? Ai là người bắt nạt bạn mình nhiều nhất lớp? Oh no. Ai là người có nhiều thứ nhỏ nhất lớp? Ai là người có nhiều thứ to nhất lớp? Tay cờ bắp, tay to, tay to, tay to, cái cờ bắp to. Ai nhậu giỏi nhất lớp? Ai hay khóc nhất? Ai được tỏ tình nhiều nhất? Hai người này, hai người này thôi, không biết được. Ai xấu tính nhất? 12. Ai xấu tính nhất? Ai xấu tính nhất? Xấu tính nhất? Xấu tính nhất? Cái gì? Ai hợp gu với con trai nhất? Hai người hợp gu với con trai nhất à? Hợp gu với con trai? Đúng, hợp gu với con trai. Hợp gu với trai sao? Là con trai thấy bạn đó ok nhất. Đây. Tại sao? Tại sao mọi người đều chỉ về Zino? Không, tại vì nó mén. Tại vì nó mén từ nhỏ. Tại vì nó dễ thương thiệt. Tại vì nó mén từ nhỏ. Dễ thương, dễ thương. Nó làm gì em thấy dễ thương hết á. Ai có gu thời trang ổn nhất? Cái gì? Thời trang ổn nhất. Gu thời trang ổn nhất à? Tự chỉ về mình được nha. Tự chỉ về mình đó. Ai là người mê con gái nhất? Cái nhất ai cũng mê mà. Ai cũng mê mà. Ai là người sợ ma nhất? Cái gì? Sợ ma nhất. Ma này không biết luôn. Tôi. Ai là người nói chuyện xàm xí nhất? Xàm. Đây. Giải nhất đặt thường nhầm không ai qua được. Rồi ai vô duyên nhất? Anh lớn mà. Cái gì sao lại là em? Ai thả thính hay nhất? Tôi tự chỉ mình. Không, hai đến một. Ai thả thính fail nhất? Thất bại nhất? Anh cái miếng nó già quá rồi. Bây giờ con này phải căng thẳng nè. Nhớ kỹ nha. Ai hay trả tiền khi đi nhậu nhất? Xe đều mà. Để sao ông nhậu chỉ ổng kia? Sáng vừa trả tiền ăn sáng cho hư cấu. Nhậu mà. Sáng vừa trả tiền thôi. Nhậu để nhậu. Tụi anh nhận trả tiền nhá. Tụi anh nhận trả tiền nha. Ok. Rồi. Chúng ta đã tìm được chủ xe ngày hôm nay mọi người. Đây là cái này phải nghiêm túc. Ai có gương mặt đẹp nhất? Gương mặt đẹp nhất. Cái này. Ai hoang tưởng nhất ạ? Sao không tự chỉ mình đi? Ê, cái khúc mà đẹp nhất tôi có chỉ tôi đâu. Sao thương em nhờ. Rồi nè, ai hai mặt nhất? Thôi tự chỉ mình luôn. Thôi em cái gì? Không được. Mọi người vô lý quá à. Ai từng có nhiều bạn gái nhất? Cái này tao ngân luôn quá. Oh no. Cứ chỉ anh ngân hai câu nào mà không biết cái gì. À đúng rồi, anh ngân người yêu. Anh ngân người yêu. Kèm quá nó. Ủa anh ngân, giờ anh ngân còn kêu từ giáo khổ. Em có 4 rồi à. Ai là người ế lâu nhất? Trời ơi, tuổi cao nhất là đứa chiếc ế lâu nhất rồi. Nó quen nhiều người nhất. Đây nè. Ế lâu nhất nè. Kiểu hồi trước thôi. Ế lâu nhất nè. Ế lâu nhất nè. Lâu nhất nè. Bao năm rồi? Hơn 4 năm. Mỗi người. Hơn 4 năm rồi mọi người. Nó 4 năm rồi nè. 4 năm à. Bây giờ nhắc tiếp tục nè. Mọi người suy nghĩ bây giờ tới phần giác quan. Ok. Ai thơm nhất? Thơm. Trời tự ngửi luôn, xong tự thấy thơm luôn. Trước giờ không. Không biết chắc mình quá. Thơm không? Ông này cũng chưa thơm đúng không? Người tôi mà. Người thử ấy. Ông chưa người tôi. Ôi là. Ông người tôi đã. Ai xài son đậm nhất? Ai mặc đồ kỳ dị nhất? Kỳ dị nhất chắc chắn luôn. Đúng rồi. Hôm nay mặc đúng đẹp luôn ấy. Không, hôm nay mặc đẹp mà. Tôi vẫn thấy ông Ngân kỳ dị tôi nhất. Tôi thấy này. Đây này. Ông bị tập này tao mặc đẹp. Ý là đẹp đó mà đẹp. Ý là tất cả đa số là hầu hết là nổi. Ai hay dễ quạo nhất? Dễ quạo nhất. Đủ cười ra. Ai rụng tóc nhiều nhất? Thấy thương em quá à. Bây giờ em được qua bên đội của chị. Em đặt 5 câu hỏi liên tiếp để em bét đồ với đội. Ai chán dài nhất? Đấy thì em chỉ luôn á. Em có thể hỏi bất cứ câu nào mà em căm thù nhất. Ai hay cởi trần đi lông nhông nhất trong phòng thay đồ?
Có gì chơi quá. À đây 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 đây. Này này. Ông này nè, ông này nè, ông này nè. Đây, đây nhiều nhất. Đây nhiều nhất. Em làm trứng, anh là nhiều nhất. Hai người này suốt ngày ở trần đi vòng vòng trong phòng thay đồ. Không, không, em cởi trần là do em xin lại em chờ đồ. Là ba ông này. Tiếp tục, tiếp tục. Giờ nhìn cái đường kẻ. Make up lâu nhất. Ờ, em cũng make up lâu nhất là tôi là nhanh nhất thế giới luôn đấy. Hỏi tiếp này nè, ai trong phòng make up đòi đổi tóc nhiều nhất? Thịnh luôn, em chưa đổi. Có thấy ông này không? Anh hứng. Ông này, tôi thấy là cứ liên tục tóc tai. Không phải, tại vì mồ hôi em ra nhiều quá. Rồi cái gì ai hay đi trễ nhất nữa? Đi trễ nhất. Ai hay đi trễ nhất? Đi trễ nhất. Đúng rồi, chính xác. Đây chính xác, đi trễ nhất luôn, chuyên gia đi trễ nhất. Thêm một vô đi. Thôi được rồi, mình hết rồi. Đó bây giờ em còn một câu ạ. Đâu, sao ạ? Ai lông nách dài nhất? What? Được rồi nè. Bây giờ câu chốt nè. Mọi người làm chứng. Thấy thương em quá nè, giải tán nè. Thôi, giữ thể diện. Thôi được rồi, bây giờ nè. Ai về chỗ sớm nhất? Thôi. Ủa. Không, chị thương em quá đi. Thôi em về đi, ai hấu nổi đâu này. Đi. Thôi anh, mình là anh cả mà mình nhận về mình không sao cả đúng không? Cái này không phải là phần vlog chân thật mà là vlog dìm hàng. Thái Ngân, thấy thương quá à. Thôi để cho Thái Ngân nhanh chóng hàn gắn nỗi đau này, chúng ta sẽ cùng đến với video clip để bật mí bạn nữ ngày hôm nay là ai nha. Anh ơi, anh có thích một cô gái xử nữ sáng nắng chiều mưa, bên ngoài lạnh lùng, bên trong cũng vậy không? Em đùa. Chào anh, em là một cô gái theo đuổi sự cầu toàn. Người quen anh hả? Chút trách nhiệm, một chút ngang bướng, một chút thấu hiểu. Em nhỏ bé, nhưng em không yếu đuối. Em chân thành, nhưng em không giỏi bày tỏ. Ôi xinh á. Xinh á. Wow. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất với em là sự bao dung và thấu hiểu. Như thế nào cũng được, miễn là cả hai cảm thấy vui. Em có quá nhiều điểm thiếu sót, anh có thể đến bên và bù đắp cho em được không ạ? Chàng trai của em. Dễ thương quá. Wow. Ở đây hình như Trinh nghe thấy một giọng gào thét lên. Anh Ngân ạ. Em không biết, em thấy anh Ngân gào, em gào theo. Hình như là bạn này quen anh Ngân rồi. Em thấy anh Ngân gào mà anh Ngân còn đứng thẳng lên nữa. À, hùa đấy đúng không? Chứ em không biết. Phong trào. Dạ, người quen à. Người quen. Người quen, vậy là cái khả năng hôm nay bạn ấy đến vì em cao lắm 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 ý. Em có cần giảm phấn không? À, dạ anh make up ơi. Nhưng mà chắc không đâu. Tại sao không? Tại vì... sao ta? Tại vì em không tìm được lý do chứ gì. Lỡ bạn ấy kiểu thích thầm anh rồi. Nói không nhưng mà trong lòng đầy hy vọng đó chị. Anh nói vậy, anh nói vậy thôi. Đúng rồi. Biết đâu điểm với anh Ngân thì sao? Biết đâu bất ngờ anh. Mà em đang băn khoăn điều gì mà tại sao không phải em? Em đáng yêu thế cơ mà, em lại không xấu tính nữa. Thôi có thể mời bạn ra. Được rồi, theo Thái Ngân đang rất là lo lắng và đang không biết là cô gái ấy đến đây có phải vì mình hay không thì chúng ta hỏi nha. Xin mời nữ chính bạn Honey. Wow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cưng ơi. Bạn ơi. Ui xinh thế. Thầm thoáng thấy bóng em. Ngày nào nụ cười em mẽ thơ, bên em bạn bè cùng tay lỡ. Giờ chờ em đã lỡ xinh một lần bên em hai. Nắng gió sân trường vui đùa, vui theo vai nhau. Anh đưa em qua bao con phố, và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây già. Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phương rơi. Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau. Trên từng bước chân cuộc đời, anh đã có một người để ngóng trông. Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi. Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn vườn rơi. Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau. Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình. Quỷ. Cảm ơn anh Ngân. Anh Ngân. Dạ. Cảm ơn anh. Em đi đâu vậy anh? Anh nghĩ là em đi đâu? Anh tưởng nói giỡn. Em nói thiệt. Trời ơi. Cái gì mà nhưng mà vấn đề nói thiệt nói giỡn cái gì vậy? Tại vì Honey có xin beat bài xe đạp. Xong anh mới giỡn là anh hỏi là xin biết bài xe đạp đi show hả. Trước khi trả lời thì anh ấy hỏi là lâu rồi anh có hát được bài này nữa không. Thì mới nói ủa chắc là được. Xong rồi cái anh mới hỏi lại là cuối cùng là em đi show hay là sẽ thế nào. Anh ấy mới nói là em đi lên đây tỏ tình. Không, em nói là em lên tỏ tình anh đó. Không biết gì hết, không biết gì hết. Cho bất ngờ, không biết gì hết. À, cảm ơn cô dâu chú rể. À không, cảm ơn đôi song ca và cảm ơn vũ đoàn Song Thịnh. Dạ. Em cứ về đi ha, về ăn vụng đi, không có gì hết, không có gì hết. À, xin chào em. Em có phải là Honey từ nhóm Usagi không? Dạ. Dạ, hôm nay thì đây là lần đầu tiên em đến đây. Chắc chắn là cũng rất là bỡ ngỡ với tất cả mọi người. Trừ Thái Ngân ra, em có quen thuộc với ai ở đây không? Dạ không. Ủa anh có quen em hả? Không, anh giơ tay lấy mày thôi. Anh lấy mày thôi. Em lần đầu tiên gặp mọi người ạ. Dạ, nhưng mà thấy anh Minty có vẻ hạnh phúc khi em xuất hiện lắm. Anh hạnh phúc lây cho Thái Ngân hả? Dạ, em hay bị cuốn hút bởi mấy bạn nữ hát hay lắm. Rồi còn dễ thương như này nữa. Em đã bị thu hút. Này em ơi hay lặng nghe, tiếng con tim anh như đang rối bời. Vì anh biết chính đôi mắt ấy của em sẽ mang giấc mơ anh đang tìm kiếm. Anh sẽ
sao mọi người có cảm giác là 100% em tới vì Phạm Đình Thái Ngân quá à. Lát nữa em chọn người khác là anh buồn lắm á. Chị thấy em với anh Ngân lên hát mà anh Ngân còn không thèm nắm tay em, không thèm tương tác với em cơ. Anh là đồ tôi. Không, mọi người, tội nghiệp anh của tôi bỡ ngỡ quá mà. Nên anh ngồi mời anh hát còn chưa có định hình lại tinh thần. Hát vô quá trời. Ừ đúng rồi. À, không, hát hay anh. Anh hát hay quá trời luôn á. Đó, những người anh em tốt đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với một người bạn mới trong lớp. Sắp tới có thể là chị dâu của mình nữa. Cả nhà chào chị dâu đi nào. Chào chị dâu ạ. Chào chị. Honey ơi, em là ai, em đến từ đâu và em có sở thích gì? Giới thiệu với mọi người thật nhanh nha. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến cho tất cả mọi người. Em chào chị Trinh, chào chính chàng trai và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Và em tên là Hong, nghệ danh của em là Honey ạ. Không biết là gu bạn trai của em như thế nào ha? Em dễ bị thu hút bởi những chàng trai có tính cách thú vị hả? Thú vị? Như nào là thú vị hả em? Kiểu ít nói nhưng mà nói là vui hả? Có nghĩa là hề hước đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ em nghĩ sao anh Đặng Trần Nhậm? Đây là Phí Ngọc Hưng mà chị. Đây là em. Đây là em, anh là Trần Nhậm. À đây, Đặng Trần Nhậm ngồi đây. Dạ. Ủa là sao em? Ý là mọi người ngồi vậy luôn hả? Ngồi vậy là sao? Đây là Trần Nhậm mà. Ừ. Trời ơi, em biết mà. Em biết mà. Em có theo dõi chương trình nên là em có biết mọi người mà. À, thôi về chỗ lại đi anh em ơi. Là mình không lừa được bạn ý rồi. Anh à, em muốn cho vía lắm rồi nhưng mà xem ra là hôm nay đến tìm anh Ngân thật rồi. Ngồi thế là anh lấy may rồi. Ngồi đến lấy may để lỡ dạ. Mà. Không sao, không sao, không khóc, không khóc, không khóc. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Đi đâu Honey đến là tìm Phía Ngọc Hưng? 12 số chị. 12 số ạ. 12 số hả? Rồi hôm nay thì cũng có một số thông tin cho anh em tham khảo ở trên bảng về bạn Honey nha. Đây là bạn Honey đến từ nhóm Usagi và trên bảng là thông tin của Bảo Hân 23 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Người khiến bạn thu hút là một bạn nam trên 1m72. Mình dây bụng mỡ mỡ, tốt nghiệp cấp 3 và không có biết nói dối. Ui, mình dây như người mỡ mình dây mà bụng lại mỡ mỡ. Em có một câu hỏi. Mình dây mà bụng mỡ mỡ là thế nào? Ủa em tưởng là cái đó là một cái điều đương nhiên chứ. Theo mình nói về khoa học nhá, thì là cái thân hình mà em nói là đang bị bệnh á, kêu là skinny fat. Có nghĩa là ốm mà bị mỡ nhiều là kêu là bị bệnh á. Là bị run đúng không anh? Ủa? Em bị run hả Ngân? Đâu có đâu, em có muối mà. Chị vừa tập trước kêu là bụng mỡ xong chị, chị ngay cái đầu tiên là đáp loại anh Ngân rồi chị. 1m72. Đúng, 1m75. Em xin lỗi, xin lỗi. Hỏi anh câu nhỏ nhỏ thôi, trong buổi hẹn đầu tiên em muốn hẹn ở đâu? Cái này thì nó có liên quan đến cái phần tỏ tình nên là chắc là tí nữa em sẽ bật mí được không ạ? Mọi người chắc cũng đoán được rồi. Em có thích đi dạo không? Đi dạo thì em thấy nó cũng thoải mái. Nó cũng khá là gần với lại cái buổi hẹn hò đầu tiên của em. Thế nếu mà gần nhất bây giờ anh hỏi em nha, em có thích lên tầng thượng ở nhà nhà riêng không? Nhà riêng lên tầng thượng không? Buổi đầu tiên luôn. Rất gần gũi. Hơi kỳ đúng không em? Nó hơi riêng tư quá không ạ? Đúng đấy. Rồi. Em đã nói là em suy nghĩ thôi mà, em có làm thiệt đâu mà mọi người xỉa từ tập này qua tới tập kia. Thôi nói nhiều quá là hồi lộ ra mất tiêu đó. Là tự nhiên em đang tính đây tỏ tình Thái Ngân, hay em chuyển sang tỏ tình bạn khác, bất kỳ ai cũng được, không phải là Thái Ngân bây giờ. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ xác định lại chuyện này bằng cách là xin mời Honey sẽ chọn hình người mà em thích. Bấm vào đây ạ. Giảm phấn đi. Giảm phấn đi. Đến lúc rồi đó, đến lúc rồi đó anh Ngân. Chúng tôi đã có kết quả. Còn kết quả thế nào cũng tùy thuộc vào Honey có thay đổi hay không. Xin mời mọi người sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình mang tên Từ Khóa. Tải ngay app hẹn hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Hôm nay ai chọn cho Hân cái váy xinh quá, giống như màu dress code của chương trình vậy? Dạ, của chương trình chuẩn bị anh. Em có thích mặc những chiếc váy dễ thương nữ tính như vậy không? Hay là phong cách thường ngày của em sẽ là năng động, áo hoodie, quần... Dạ. Em hơi lạnh đúng không? Dạ, dạ, một chút ạ.
Cảm ơn em Minty. Chị có lạnh à? Chị ổn. Cảm ơn em cứ giữ sai. Áo của Ngân mà chị cứ nhận đi. À, cái áo của Ngân hả? Vậy thì phải để cho Honey nè. Là sao? Oh no. Ủa? Em lạnh. Một cú lừa. Cái gì vậy? Em thấy bạn nữ, bạn ấy đứng xoa tay nãy giờ lạnh. Minty không lấy áo của anh Ngân. Cái áo này dày quá thì nó nóng, cái áo kia nó vừa vặn. Thôi ông tranh thủ, ông cao thủ không bằng tranh thủ là Minty đó. Lấy áo của mình xong lấy áo anh mặc này. Mới vừa gọi người ta một tiếng chị dâu, không có nể mặt anh gì hết trơn. Anh cả trong gia đình. Rồi quay trở lại với Honey nè. Hồi nãy chị đang hỏi em cái câu là phong cách thường ngày của em là gì đó. Dạ, bình thường em mặc đồ kiểu thoải mái, không có giống gái lắm. Giống phong cách của ai nhất ở đây? Chắc là anh Phí Ngọc Hưng ạ. À, là áo hoodie, quần jeans, thoải mái. Dạ. Dạ. Ồ, Zino. Zino, em mặc đồ thể thao đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Hay là đồ ngủ ở nhà vậy? Dạ, vừa là đồ ngủ vừa là đồ thể thao luôn. Em thấy nghĩ sao về chàng trai như Zino? Dạ, anh Zino thì lần đầu tiên gặp anh thì em không có thấy anh giống ở trên hình lắm. What? Là sao em? Ý là kiểu nhìn anh kiểu đẹp trai hơn trên hình. À, may đấy. May đấy. Vậy em đã xem hình của anh Cao Xuân Tài trước chưa? Dạ có. Em có coi trên cái gì ta? Fanpage. Dạ không, có một cái clip mà anh... Nói chung là em có coi qua cái clip đó của anh. Không nhớ nội dung luôn. Chết rồi, clip gì? Không lộ clip gì? Clip anh Tài múa lửa đúng không? Múa lửa làm siếc. Không, em có biết anh Cao Xuân Tài mà. Ok, anh tin em. Em rất là bất ngờ vì anh Vũ Thịnh luôn. Ở ngoài chán anh không có cao như cái hình mà anh Ngân. Thôi. Em hãy cứ để những ấn tượng đẹp ở lại nơi đây. Đó là những lời sàm tấu thôi, em đừng có tin. 10 từ khóa bắt đầu. Bạn trai thị trường có giống với bạn trai quốc dân không em? Dạ nó gần giống vậy. Sao không để tên là bạn trai quốc dân nghe cho nó oách, bạn trai thị trường nghe nó. Thật ra thì bạn trai quốc dân thì là nó là tất cả mọi người ai cũng đều thích. Còn bạn trai thị trường nó chỉ là một số thị hiếu thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Thật ra thì cái từ khóa này nó nghiêng về cái gu người bạn trai của em nhiều hơn. Những người bạn gái mà chạc tụi em thì các bạn thích một cái chàng trai kiểu lạnh lùng, kiểu ngầu ngầu, nhìn ấm áp ấy ạ. Dạ. Mà em thì lúc nãy em cũng có chia sẻ rồi, thì em thích một chàng trai vui tính và kiểu nhí nhố một xíu cũng dễ thương mà. Dạ, nhí nhố một xíu cũng dễ thương ha. Sao Minty? Anh muốn hỏi em cái từ debut hụt. Nó là gì vậy? Em biết ngay là anh sẽ hỏi từ khóa đó. Tại vì nó khá là nhạy cảm với anh đúng không? Đúng rồi, nó là một vết đau trong lòng của anh. Thì em có theo dõi mọi người mà. À, dạ. Cảm ơn em. Thì cái từ này em không có nói về anh đâu, nên là anh đừng có... Lại tổn thương nữa. Ảo tưởng này con. Em xoa dịu khỏi nỗi đau để điều hụt hụt, nhưng mà lại ném thẳng nỗi đau. Đang hy vọng cái gì đấy nhen nhói. Cái từ khóa này thì nó rất là ý nghĩa đối với em. Theo như mọi người cũng hay biết, giống như hồi nãy mọi người có nhắc là em là thành viên của nhóm Usagi. Thì cái dự án nhóm nhạc nữ đó thì nó đã không được thực hiện tiếp tục cách đây hơn một năm rồi ạ. Và sau gần 3 năm tụi em cùng nhau thực tập, tụi em cùng nhau luyện tập. Và thật sự là nhóm Usagi chưa được ra mắt chính thức một lần nào cả. Nhưng mà cái lần mà debut hụt nó rất là nhiều ạ. Nó lên đến 4 đến 5 lần và tụi em cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng. Và sau những cái lần đó thì tụi em nhận ra là thật ra tụi em không có cùng quan điểm với nhau. Và khi mà đã không cùng quan điểm với nhau rồi thì cái chuyện tan rã đó là cái chuyện sớm muộn thôi. Em cũng rất là buồn, cũng rất là hụt hẫng. Nhưng mà lúc đó thì mọi người cũng có an ủi em. Và nhất là anh Tuệ là sếp của em thì có cho em một cái lời khuyên, đó là sau bao nhiêu thời gian mà em đã cố gắng vì nhóm thì em xứng đáng có một cái cơ hội được ra mắt với lại tư cách là ca sĩ solo. Và em cũng rất là may mắn thì lúc đó em được tất cả những chị em còn lại trong nhóm cũng rất là ủng hộ em. Mọi người cũng đến bây giờ vẫn còn rất là yêu thương nhau, có nghĩa là không làm việc cùng với nhau nữa thôi. Thông qua cái từ khóa này thì em cũng mong là khán giả sẽ biết đến em với tư cách là ca sĩ solo. Và em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình
gửi đến cho tất cả các khán giả những sản phẩm chất lượng nhất. Anh chỉ mới là debut hụt một lần thôi mà anh đã kiểu thấm cái nỗi đau đấy nó như nào rồi. Mà kiểu em thì lại những 4-5 lần thì anh biết là nó sẽ rất là khổ sở, đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì cứ cho mình cơ hội xong rồi lấy nó đi, cho mình cơ hội lấy nó đi. Nhưng mà anh thấy đến bây giờ em vẫn bước chân lên đây, em chứng minh mình có đủ khả năng để làm một người nghệ sĩ solo giống như anh đang thực hiện, thì thật sự anh rất là khâm phục em. Dạ cảm ơn anh. Và có một cái điều mà em cũng rất là muốn chia sẻ. Thì em có xem qua cái tập phát sóng của anh Minty. Tập mà anh khóc hả em? Em thật ra thì em thấy đa số khán giả trách anh là tại sao anh lại chọn sự nghiệp, đúng không? Và em nghĩ là em cũng từng là một thực tập sinh. Anh còn là một thực tập sinh của một công ty Hàn Quốc nữa, nên là em rất là hiểu những cái khó khăn mà anh thực sự phải chịu đựng trong cái khoảng thời gian đó. Và em nghĩ là cái lựa chọn sự nghiệp đó nó là một cái sự lựa chọn duy nhất, chứ anh không có được quyền lựa chọn. Nên là em mong là thời gian tới thì anh sẽ đủ mạnh mẽ để chứng minh cho mọi người thấy là yeah, cố lên. Cảm ơn nha Phú Thịnh. Minty ơi, chị hỏi thiệt cái này, không phải nhấn vào nỗi đau của em chứ trước giờ á, từ cái tập phát sóng đầu tiên mà vốn dĩ từ tập đó tới bây giờ em nhận được rất nhiều gạch đá, trong rất nhiều những bình luận đôi khi hơi ác ý, có ai nói rằng là thông cảm cho Minty và hiểu những cái nỗi vất vả của em khi mà em phải từ bỏ tình cảm của mình thanh xuân năm đó không? Thì mọi người cứ nói em là thôi đừng đọc, nhưng mà kiểu tính em cứ hay tò mò á, sau thì em đọc rất nhiều, gần như là em không bỏ sót một bình luận nào luôn. Đọc xong thì thật sự mọi người cứ nghĩ là em không sao, rồi em cố gắng tỏ ra như vậy thôi, nhưng thật sự là có ai bị chửi mà vui đâu ạ. Nhưng mà kiểu hôm nay Honey nói ra những cái điều mà cảm giác có người hiểu cho mình, thật sự em rất là vui. Thật ra thì ngoài em còn có rất là nhiều người hiểu anh mà. Cảm ơn em. Một, hai người hiểu mình nhưng mà mình cảm thấy rất là ấm áp. Em có cảm thấy là em cần chỉ cần một người hiểu em trên cái chặng đường solo sắp tới cũng rất là gian khổ không? Thật ra thì nói là chỉ cần một người hiểu thì nó cũng không phải. Nhưng mà em rất là trân trọng những cái người mà bên cạnh em những cái lúc mà em khó khăn, và những cái điều đó nó rất là quý giá. Dù sao thì có nhiều người yêu quý mình vẫn tốt hơn. Dạ, cảm ơn em. Chỉ là một từ khóa mà gợi lên rất nhiều những suy tư cho mọi người. Tại vì tất cả các chàng trai ở đây đều có những dự án riêng, đều có những nhóm nhạc, có những dự án phim và có những khó khăn trên con đường hoạt động nghệ thuật của họ. Dạ. Từ khóa tiếp theo chắc chắn còn mở ra nhiều suy nghĩ hơn nữa. Anh thấy cái từ khóa hai mặt, em có thể nói rõ hơn về cái từ khóa này của em được không? Hồi nãy mọi người xem cái clip giới thiệu của em, mọi người thấy em như thế nào ạ? Rất là vui tươi. Nóng bỏng. Nóng bỏng hả chị? Chị thấy trong ánh mắt rất là sắc bén và nóng bỏng. Thôi anh Ngân, em xin một lời nhận xét từ anh Ngân đi ạ. Cái lần đầu tiên anh gặp em ấy thì anh thấy em là người như thế nào? Nếu như mà hai mặt mà dùng cho em thì anh thấy nó không đúng. Dạ. Yeah. Đôi lúc anh thấy em kiểu rất là khó gần. Kiểu giống như là sẽ không có thể nào mà nói chuyện được với người này. Nhưng mà có lúc thì tự nhiên anh thấy em giống như là một cô gái rất là dễ thương. Em tự chủ động, em giỡn. Anh nhớ hoài, anh không nhớ cái bài mà Yêu Nhé Bạn Thân mà lúc mà anh qua anh tập nhảy cái em ghẹo cái này, thì anh thấy là nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau từ em lắm. Lúc thì buồn, lúc thì lạnh lùng, lúc thì vui, lúc thì dễ thương. Khác yeah. nhau. Còn phía Ngọc Hưng, ấn tượng của em sau khi mà em xem cái clip xong á, sau đó em gặp bạn Honey ở ngoài, có khác nhau không? Em thấy bên trên cái clip bạn là một, không biết là có phải do cách ăn mặc hay không, nhưng mà em thấy là cái kiểu bên ngoài nhìn trông kiểu chững chạc hơn là trong clip đấy. Trong clip em thấy bạn hơi kiểu trong clip nhìn nhí nhảnh đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Trước đây thì em từng được nhận xét, rất là nhiều người nhận xét em là cái ấn tượng đầu tiên khi mà mọi người gặp em ấy nó không có được tốt. Thì mọi người sẽ nghĩ là em khó gần, em không có được vui vẻ. Tại vì kiểu em ít cười ấy. Mà khi mà đã thân với nhau rồi, đã gặp với nhau và đã làm việc với nhau nhiều rồi ấy, thì em thoải mái hơn. Giống như anh Ngân nói, em sẽ chủ động nhây với mọi người hơn một xíu đó. Thì em cảm thấy là cái đó nó khá là hai mặt ở em. Anh thấy cái đó là giống như là em là người nhiều màu sắc hả?
có thể nhìn cái đó thì nó đúng hơn là cái từ hai mặt. Mình thấy nó hơi bị tiêu cực. Ừ đúng rồi, nó không có đúng với em. Mà để vậy anh mới hỏi chứ, nãy giờ để nhiều màu sắc anh đâu có hỏi đâu. Không, anh sẽ hỏi chứ. Đặng Trần Nhậm ngây người ra, có phải em nhìn vào hình trái tim không? Vâng, em đang thắc mắc là không biết là trong Vicky làm sao để in được cái đấy lên. Thôi hỏi vui thôi, mà hỏi thực thật là tại sao tự dưng em để hình trái tim nhưng lại có cái viền như kia này? Ban đầu thì anh nhìn thì anh cảm tưởng như kiểu là một cái trái tim đang rất là bùng cháy á. Cái trái tim này thì nó thể hiện cho cái con người của em vậy. Em một người sống khá là cảm xúc. Và thường thì những người sống cảm xúc thì người ta sẽ hơi nóng tính. Và thật sự là cái nóng tính đối với em nó không hề tốt. Tại vì em đã mất rất là nhiều mối quan hệ đáng quý vì cái sự nóng tính của em. Cho nên là em mong là sau này em có thể kiểm soát được cái tính cách này của mình. Em cho anh hỏi từ khóa không chỉ có một, tức là em tới đây vì không phải chỉ vì anh Ngân hả? Cái từ khóa này mình để cuối cùng được không ạ? À? Em muốn chia sẻ cái từ khóa này. Từ khóa rất đặc biệt, okay. Tài hay thật. Bây giờ em muốn anh hỏi từ gì trước nè? Anh cảm thấy đặc biệt với từ nào thì anh hỏi. Không từ chỉ đó. Có một. Anh cố chấp quá. Sao giờ? Anh cố chấp quá. Bởi giờ anh mới nhường em, thì bởi giờ anh mới nói sân khấu này luôn em. Bây giờ em muốn chia sẻ với anh từ tiếp theo là từ gì? Thôi bây giờ hỏi từ bánh mì không đi. Em thích ăn bánh mì không hả? Mọi người có thích ăn bánh mì không không ạ? Có. Có. Có hả? Nhưng mà mới ra lò mới ngon. Dạ đúng rồi. Em thích ăn bánh mì chấm sữa. Không, bánh mì không thôi, bánh mì không thôi thì mọi người có thích không? Có. Anh không ăn bánh mì không. Anh hay mo cái ruột của nó ra anh ăn đấy. Đó gì vậy? Anh cũng đâu có thích đâu. Có anh mà. Thích ăn phải ăn hết. Không, anh mo cái ruột ra ăn mà cái phần giòn giòn đấy anh ăn sau, chứ không phải là không ăn. Anh ba phải quá. Anh lưu lẹo quá. anh đừng có rén lấp liếm. Em thề luôn là ở nhà em lúc nào cũng có bánh mì luôn, tại vì mẹ em biết là em rất là thích ăn bánh mì. À, lập chứng, thề, mình tìm thằng bánh mì. Cái từ bánh mì không này nó là cũng là tính cách của em luôn. Em khá là khô á. Mọi người có cảm nhận được cái sự khô khan đến từ em không? Em không có được lãng mạn, em không có được dịu dàng giống như là một người con gái bình thường ấy. Em khô và em hơi đơn giản. Cũng hơi khó nuốt nữa. Vậy là mọi người đang bị đánh lừa bởi một chiếc đầm màu hồng, một cái nơi dịu dàng và mái tóc bồng à. Mọi người thấy em rất là mỏng manh, nhẹ nhàng và thơ mộng ấy chứ. Em hợp với hình ảnh đó hả chị? Rất dễ thương, rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu mà em xuất hiện với đúng cá tính của em, mọi người cũng sẽ chấp nhận tương tự vì cá tính của em. Em có cảm giác như kiểu là bạn đang không tự tin bản thân bạn thôi. Chứ em thực ra em thấy cách bạn giao tiếp cũng như cách bạn chia sẻ, bạn là người sống tình cảm này, sống theo cảm xúc này. Cũng như em để ý từ cử chỉ, những cái lúc mà bạn giỡn với anh Ngân, bạn bảo là sao không cầm tay bạn hát, không giao lưu trên sân khấu, thì em cảm nhận được là bạn là một người mà là một người phụ nữ mà rất là đúng kiểu là con gái, kiểu là cũng yếu ớt, cũng có những cái gọi là nhạy cảm con gái, cũng có những cái gọi là rất là đáng yêu. Chỉ đơn giản em cảm nhận một điều, có thể là bạn tự nghĩ bản thân mình là không có cái sự dịu dàng đấy thôi, chứ còn những cái sự dịu dàng hay không thì anh nghĩ là cái điều đấy nên là để mọi người cảm nhận. Thì anh cảm nhận em không hề là một cái bánh mì không. Đúng rồi, anh đồng quan điểm với đây Trần Nhậm, là có nghĩa là mỗi người mình á sẽ có một cái cách nhìn và một cái cách cảm nhận khác nhau. Đôi khi em thấy bản thân của em khô khan nhưng chưa chắc gì chính người ở đây thấy em khô khan. Bản thân anh không thấy em khô khan. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Chị đồng tình đó. Những từ khóa tiếp theo sao? Hé mở không chỉ là tâm sự của Honey đâu, chị nghĩ là đó là tâm sự chung của các cô gái. Em muốn hỏi từ bạn của anh ấy à. Bạn của anh là như thế nào, là bạn? Thích làm bạn đối với người yêu của mình ấy. Bạn của người yêu à? Thích làm bạn đối với người yêu, đúng không dạ, em? Dạ không, làm bạn với người yêu thì chán lắm. Đã là người yêu thì phải là người yêu của cho nhau. Cho anh đoán thử được không? Là em muốn là yêu ai thì cũng có thể làm bạn với những người bạn xung quanh của người yêu em luôn, đúng không? Dạ. Bạn của anh. Thật ra thì trước đây ấy, em không phải là vậy. Em rất là khó chịu khi mà bạn trai của em cứ đi chơi với bạn xong rồi không có dành nhiều thời gian cho em ấy. Thì lúc đó em luôn bắt cái người bạn trai đó là phải lựa chọn, một là em, hai là bạn của anh. Thì một lần, hai lần, ba lần thì người ta chọn em. Nhưng mà đến 4 lần, 5 lần, 6 lần thì người ta lại không có lựa chọn nữa. Mà sau đó một khoảng thời gian thì người ta quyết định dừng lại. Vì không có chịu được cái sự ngang bướng của em. Thế thì chắc là em không thể kết đôi với Trung Kê được rồi. Vì Trung Kê rất ưu tiên cho bạn bè và yêu thương đồng đội, đúng không? À không, đấy là cái đấy là thi thoảng gặp những người mà không chơi với bạn của em thôi. Với những người mà chơi được với bạn của em ấy thì em sẽ ngày đưa đi cùng á. Nhưng mà bạn của em có thích sự có mặt của một cô gái khác không? Dạ đúng rồi. Có ạ?
Có ạ, bạn em kiểu bạn này đáng yêu ấy, kiểu thế nào nhở? Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa nhưng mà nó sẽ kiểu... Anh muốn khoe người yêu của mình với bạn đúng không? Kiểu thế. Ra thì nếu mà có một cô gái ngồi chờ thì nó có tiện không? Thế thì đánh chung luôn. Em quen ai thì em cũng rủ, em cũng dạy bạn người yêu em bắn bia cùng. Thật ra là lúc trước em rất là chát luôn ấy. Nhưng mà đến sau này em biết là đối với con trai ấy thì bạn bè rất là quan trọng. Và khi mà mình đưa người ta vào một cái trường hợp là người ta phải lựa chọn ấy, người ta rất là khó xử, tại vì bên nào cũng quan trọng hết. Nên là nếu mà mình bao dung được, mình bỏ qua được, mình thay đổi được thì mình sẽ là người thay đổi trước. Dạ, nếu mình đủ thú vị thì anh ấy cũng sẽ hoặc là ở bên cạnh mình hoặc là mang mình theo. Dạ. Để lan tỏa sự thú vị đó cho bạn bè đúng không? Dạ. Thật ra là anh thấy là không phải riêng ở cái trường hợp mà chỉ là bạn bè không đâu. Đa số con trai tụi anh á thì thường không có thích là bị gò bó và không bị ràng buộc vô một cái khuôn khổ nào nhất định hết. Mà nếu mà bị gò bó tụi anh cảm thấy rất là khó chịu, mà càng gò bó càng kêu là không được làm, tụi anh càng thích làm. Dạ đúng rồi. Cái đó là đa số tính của con trai là như vậy. Và nhiều khi á là bị đặt vô cái vị trí là người đứng giữa, anh vừa bị người yêu chửi mà vừa bị cái tụi bạn của tụi mình chửi. Đó đó. Nên đặt tội nghiệp tụi anh lắm em. Khó thì chịu đó, lắm em. Em đã thay đổi rồi mà. Bây giờ nếu mà em có người yêu thì em sẽ làm bạn của bạn của người yêu em. Ok, số 1. Quá tuyệt vời. Dạ. Ở đây thấy Ngân chơi với ai thân nhất? Vũ Thịnh với Minty. Đó. Em phải kết nối sâu sắc với Minty và Vũ Thịnh. Ủa sao vậy? Nếu mà em muốn kết đôi với lại Thái Ngân đó, thì mình phải hiểu thêm về bạn thân của bạn ấy đúng không? Dạ. Dạ. Còn bây giờ là từ khóa tiếp theo. Không hiểu sao em cứ nhìn vào cái từ bàn tay á. Mọi người có thể cho em coi bàn tay của tất cả mọi người được không ạ? Thật ra em thích một người có bàn tay đẹp ấy. Bàn tay đẹp là bàn tay thon dài đúng không? Dạ không đúng rồi, kiểu sương sương rồi kiểu nhìn khổ khổ. Tay em mịn như tay con gái luôn, em thật sơ thử nữa em mịn hơn tay con gái luôn. Anh sơ thử đi. Bí quyết là gì vậy? Anh không nhầm, chỉ cho mọi người đi để cho mọi người dưỡng tay cho đẹp. Bí kíp của em ạ. Là gì? Em hay rửa tay nhiều, thật. Không em nói thật, em rất hay rửa tay mà rửa bằng xà phòng nhiều. Thế là nó mòn hết ra. Cái này là không phải làm gì xong mới đẹp chứ đúng không? Hả? Em có thử ví dụ như là chạy xe các thứ đi xem có đẹp được không? Đúng rồi. Em cái có này tập là tay anh đẹp sẵn rồi. Đúng rồi. Chứ anh rửa tay thì nó đâu có thay đổi được cái cấu trúc của cái tay anh đâu. Thường á là mấy cái này là do gen. Trong gen. Gen đẹp sẵn rồi ra đẹp thôi. Mà Trần Nhậm có giặt đồ không? Có giặt đồ bằng tay không? Em có bỏ đồ vào máy giặt rồi, em có tự là người trực tiếp lấy tay thì trong máy giặt cho lên phơi. Em có lau nhà với lại rửa chén, quét nhà không em? Em có tự giác bỏ tiền túi của em đi làm ra để trả cho chị dọn nhà. Thế thì da đẹp là đúng rồi. Dạ. Từ khóa tiếp theo xin mời phía Ngọc Hưng. Còn từ trách nhiệm, cho anh hỏi từ trách nhiệm ấy. Còn cái từ không chỉ có một là em bảo để cuối cùng mà đúng không? Dạ, em thích mình sống theo một cách trách nhiệm. Và em cũng khá là thích những người trách nhiệm. Tại vì khi mà người ta trách nhiệm ấy thì cái tiếng nói của người ta sẽ có giá trị. Và nó song song với việc là sẽ được mọi người xung quanh tôn trọng ấy. Nhưng mà từ trách nhiệm này có bao hàm luôn cả gia đình hay là những mối quan hệ đặc biệt thân thiết không? Thật ra thì khi mà chị nói đến thì em mới nghĩ đến. Còn khi mà em viết ra cái từ khóa này thì em chỉ nghĩ là mọi người hay nhận xét em là một người có vẻ là khá là trách nhiệm trong công việc. Tại vì em có những cái nguyên tắc nó hơi khó hiểu trong cuộc sống cũng vậy. Và em tự đặt ra cho mình những cái nguyên tắc đó và em không có cho bản thân mình vượt quá cái giới hạn đó. Dạ. Khi mà chị nói đến gia đình thì em cũng hơi suy nghĩ một tí. Tại sao vậy? Tại vì gia đình của em thì gia đình của em vừa mới trải qua một cái đợt sóng gió rất là lớn đối với gia đình em. Và sau cái lần đó thì em tự đặt cho mình những cái mục tiêu và em mong rằng là em sẽ thực hiện được nó và có thể một phần nào đó để san sẻ cùng với gia đình em. Chị thấy ở trong em có một chút ngần ngại khi mà nhắc tới hai chữ gia đình, thậm chí là em đã né luôn cả việc gắn chữ gia đình với chữ trách nhiệm. Chị nghĩ là em cũng đã rất cố gắng rồi, nhưng mà khi mà em nhắc chữ khó khăn và sóng gió đó, em sẽ dùng rất nhiều những cái từ nhẹ nhất để có thể miêu tả về giai đoạn đó. Đó có phải là một giai đoạn mà
sụp đổ về kinh tế mà em phải gánh vác quá nhiều hay không? Thật ra nó chính xác là như vậy. Rồi việc đi hát làm sao mà đủ sống? Không, thật ra là nó kinh khủng hơn cả cái sự sụp đổ kinh tế mà chị đang nói. Em không thể tiện chia sẻ, nhưng mà thật ra là gia đình của em đoạn thời gian qua rất là khó khăn luôn ấy ạ. Nhưng mà mọi người, ba mẹ em và cả anh chị, cả em của em và cả em nữa đều rất là quý trọng cái đoạn thời gian vừa rồi. Tại vì trải qua một cái khó khăn thì tình cảm nó lại càng kháng khích hơn ấy ạ. Và em thấy mình có trách nhiệm hơn rất là nhiều. Dạ. Nên sự cố gắng hiện tại của Hân á, chị thấy con đường solo của em sẽ càng ngày càng mạnh hơn, bởi vì em không chỉ cố gắng một lần nữa mà gấp 5, gấp 6 lần cho cả tất cả các thành viên trong gia đình. Ở đây thì không biết có ai đồng cảm với sự cố gắng một cách rất là thầm lặng của Hân không? Phú Thịnh trước đi. Khi mà nghe bạn có những chia sẻ thì em cũng rất là đồng cảm. Là tại vì nhà em cũng đã từng trải qua một cái đợt biến cố có thể nói là khá là lớn. Khoảng thời gian đó em nghĩ là em không thể nào hoạt động nghệ thuật được nữa. Em không thể nào chạy theo đam mê của em được nữa. Tại vì cái đam mê của em nó không, cái thời điểm nó không có ổn định và nó cũng không có cái gì đó chắc chắn nữa. Và đến khi mà gia đình em bị một sự việc xảy đến đó, thì nó bất chợt lắm. Thì cái lúc đó là em buộc luôn à, phải gác lại cái đam mê của em. Và em phải dừng lại một khoảng thời gian cũng khá là dài để em có thể quay trở lại ngày hôm nay. Cho nên là anh rất là hiểu và rất là đồng cảm với những gì mà em đã trải qua. Nhưng mà anh có một lời khuyên cho em là giống như em đã nói á, thì sau mỗi cái biến cố mình sẽ nhận ra được nhiều cái bài học và nhiều cái kinh nghiệm tốt hơn cho cái cuộc sống của em. Thì nếu như mà em có được kinh nghiệm tốt như vậy, mình cứ vui vẻ mình đón nhận thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Dạ, cảm ơn anh ạ. Còn Minty lại chạm trúng vào một cái nỗi đau nào đó của Minty là phải không? Dạ không, cái chuyện gia đình thì em cũng đã từng chia sẻ rồi. Tại vì em với cả gia đình cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn mà chỉ có mấy mẹ con với nhau thôi. Cực kỳ kinh khủng lắm. Nó mọi thứ nó cứ dồn đến một lúc á chị. Giống như Hân vừa nói, em cũng hiểu một phần nào. Chắc chắn là không biết rõ về cái chuyện riêng, tại vì mỗi cây, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Cho nên là nghe thì mình hiểu một phần nào thôi. Mọi người có bị cái cảm giác là khi mà gia đình gặp chuyện ấy thì mình không có được biết không? Mình là người được biết cuối cùng ấy à? Rất là buồn luôn ấy. Đó là một cái trường hợp của em vừa rồi. Dạ. Nghe là nhà em đã trải qua một cái đợt rất là kinh khủng khiếp. Mà đến tầm 1 đến 2 tháng sau thì bạn của em mới nhắn tin cho em. Thì lúc đó em mới biết. Cái việc đầu tiên khi mà em biết được cái chuyện đó, em chỉ có gọi cho mẹ và khóc thôi. Khóc rất là nhiều. Lúc đó em nghĩ là mình vô dụng hay là nghĩ là mình không được tin tưởng? Thật ra thì ba mẹ em không có muốn em phải suy nghĩ quá nhiều. Muốn em có được một cái tinh thần thoải mái để mà em có thể làm nghề. Nên là không có nói cho em những cái gì mà đang xảy ra hết. Thì lúc đó em thương thôi. Em chỉ biết là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp lại phần nào cho gia đình mình. Cái chữ cố gắng nhiều hơn nữa thật sự là em vẫn đang trải qua, đúng không? Dạ. Tại vì cô gái mà có cái vai xương như thế này là phải gánh rất là nhiều thứ. Dạ. Em có nghĩ hai cái từ trách nhiệm đó nó quá sức đối với một cô gái mỏng manh như mình hay không? Nó quá sức, nhưng mà em cũng 23 tuổi rồi nên em nghĩ nó cũng đúng lúc rồi ạ. Dạ. Và em nghĩ là em sẽ làm được. Dạ. Cảm ơn em. Chỉ còn một cái nữa thôi là không chỉ có một. Không chỉ có một, ở đây có nghĩa là em không chỉ có một gia đình, mà em có tới lận hai gia đình. Đó là gia đình thứ hai là công ty của em. Anh hiểu sai. Và thông qua cái từ khóa này thì em muốn nhắn gửi đôi lời đến cả hai gia đình của mình. Dạ. Ba mẹ ơi, cả nhà mình đã vượt qua rất là nhiều khó khăn rồi. Và con mong là sau này khi mà có những cái khó khăn thì ba mẹ cứ thoải mái nói cho con. Tại vì khi mà con được biết ấy, thì con sẽ yên tâm hơn.
và cả nhà mình sẽ cùng nhau vượt qua những cái khó khăn đó. Và con yêu cả nhà mình rất là nhiều. Và lời cảm ơn thứ hai, em muốn gửi đến cho công ty TNT và đặc biệt là anh Tuệ. Em cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn dìu dắt và luôn ủng hộ cho em. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em rất là nhiều. Và em sẽ cố gắng không làm cho mọi người thất vọng. Và mong rằng mọi người sẽ đi cùng với nhau thật là lâu. Dạ. À, cảm ơn em gái. Mượn lời bài hát Hy vọng của Tăng Nhật Tuệ con chúc em luôn ha. Hy yeah. vọng em vẫn giữ trong tim, chẳng đánh rơi phút nào. Yeah. Nên chị thấy điều mạnh nhất của Hân là hy vọng. Cô ấy luôn luôn nhìn về phía trước, mặc dù khó khăn chưa có qua mà em luôn thấy màu hồng. Yeah. Giống như cáo em mặc vậy đó. Thật ra vẫn còn một từ nữa nghe, đó là một lòng một dạ đó. À, tới khúc vui rồi mọi người. Đối với em là nó vui thôi mà không biết đối với mọi người nó có vui không. Một lòng một dạ này là nó là một cái sở thích rất là kỳ dị của em. Tức là em có thể ăn một món ăn xuyên suốt trong vòng từ 1 đến 2 tháng. Đến khi nào mà em ngán đó, em nhìn thấy nó em kiểu nổi da gà thì em mới đổi món ấy. Em ăn sáng, trưa, chiều tối em ăn một món luôn cũng được nữa. Có ai giống vậy không vậy? Đúng, đúng em. Úi. Nhiều người giống mà. Ê, thật ra chị cũng vậy á. Có gì vậy? Anh nghĩ là ai cũng như vậy. Ừ, ai cũng vậy mà. Nhiều mà. Có thể là muốn chấp vậy không mọi người? Mình đúng rồi. Ăn mà đến lúc mà kiểu nhìn thấy nó xong rồi sợ mấy năm sau mới dám ăn lại luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em là tại em buộc phải ăn. Sao vậy? Tại vì đợt đó em mập xấu, em phải ăn kiêng. Ức gà đúng không? Dạ đúng rồi, em ăn ức gà là một ngày em ăn 4 cử ức gà mà chỉ là luộc thôi à. Ăn xong vòng bao lâu? 3 tháng. Có một lần em phải nhập viện vì cái sở thích này luôn ấy ạ. Đó là em ăn mì cay 7 cấp độ ấy ạ. Xuyên suốt một đoạn thời gian rất là dài và lúc đó cái dạ dày của em nó bị loét và lúc đó anh cũng có biết ấy. Cái đợt mà em đợt bài ra bài 8 tháng 3 ấy, em phải dời lại. À, tại vì lúc đó sức khỏe của em không có được ổn định. Yeah. Nhưng mà khi xuất viện rồi em vẫn ăn nha. Em vẫn lén mọi người ăn. Mọi người trong nhà có canh em á. Nhưng mà em vẫn lén ăn mà em ăn ít cay hơn một xíu. Đó. Vậy cái này không phải là sở thích mà là cố chấp thiệt rồi. Biết Ngọc Hưng cũng nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà không biết có bao giờ cảm thấy mình tự nấu ăn ngon. Chị đang PR cho em đó. Thực ra là em hay nấu ăn để cho mình em ăn thôi. Mà em có nào tự ăn thấy ngon quá em nấu hoài món sau đó em sợ luôn không? Không phải, thường thì em đợt gần đây rồi ạ. Em đi tập thì em hay kiểu nấu nhưng mà em thay đổi những kiểu bò này, gà này, tôm này. Nói chung là những cái thực phẩm mà tốt cho sức khỏe của mình ấy thì em hay nấu thôi. Chứ còn cũng không nấu ngon lắm, bình thường ạ. Vậy là phát hiện là thật ra mình có quyền ăn một món suốt cũng được. Nhưng mà cái món nó không có lâu dài hại cho sức khỏe là được. Dạ. Gino đang suy nghĩ có mình có ăn món gì không? Em rất là bất ngờ luôn, em tưởng là chỉ có mình em vậy thôi. Tại vì tất cả mọi người xung quanh em đều rất là phàn nàn về cái sở thích này của em ấy. Mọi người kiểu muốn bỏ em ra ngoài luôn ấy. Mọi người không muốn chơi chung với em nữa. Em không phải là người dị đâu. Thật ra tất cả mọi người đều có cái phần nào đó rất là cố chấp của bản thân mình đúng không? Chắc là khi yêu cũng vậy á, họ biết là cái đó không tốt cho họ nhưng mà họ vẫn lao đầu vào cho đến khi mà nó quá nhiều rồi, họ không thể chịu đựng được nữa. Cảm ơn em rất là nhiều nha Honey. Bởi vì ngày hôm nay không chỉ là buổi trò chuyện đâu mà thật sự được kết nối giữa những cái trải nghiệm của em, giữa những cái cách chọn từ rất là khéo léo để che đi cái sự yếu đuối mà em chỉ là chực em vỡ òa ra. Nhưng không biết bằng một cái phép màu nào đó bạn lại bảo không được khóc, được khóc. Không có gì phải khóc hết. Nhưng nếu mà đó là một nỗi buồn rất là lớn á thì chị nghĩ các chàng trai cũng hy vọng là em có thể cho cảm xúc của mình sống thật đôi lần để được yếu đuối một chút. Tại vì chị nghĩ là sâu thẳm Honey cũng mong là mình sẽ có thật nhiều những cái sự ủng hộ, mình có nhiều người hiểu mình, mình sẽ có tiền để mình đầu tư cho live show, cho album, cho dự án, cho những chuyến lưu diễn, cho quần quần áo áo, cho son môi, cho những cuộc hẹn hò, cho những cái sở thích rất là phụ nữ ở cái tuổi thanh xuân này. Nhưng mà bây giờ tất cả nguồn tiền đó nếu mà có phải đổ về cho gia đình hoặc là cho công ty để gây dựng cho mình á, cũng là một giai đoạn sẽ rất đáng nhớ sau này đúng không em? Dạ. Cố lên nha, chuyện gì tới sẽ phải tới thôi. Dạ. Những thứ tốt đẹp sẽ tới với cô gái Honey đúng không mọi người? Cảm ơn Honey. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hiểu thêm về Honey. Chắc chắn cô ấy sẽ năng động và vui vẻ rất là nhiều ở đúng tuổi 23 của cô ấy trong phần tiếp theo của chương trình Trò Chơi. Tải ngay app hẹn hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà.
chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ. Vũ trụ hoàn mỹ.